Meme, em họ Sơn Tùng tố bị Mono trấn mất hai bản hit nên phải hoãn lịch ra mắt. Một thời gian trước, thông tin xuất hiện em trai họ Sơn Tùng sắp comeback showbiz Việt với nghệ danh Meme khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi, lại trở thành chủ đề quan tâm của cư dân mạng. Nguyễn Quang Lâm, sinh năm 2000, quê ở Hà Nội, từng bị hiểu nhầm là em ruột hoặc thậm chí là em họ của Sơn Tùng MTP vì sở hữu nhiều điểm giống về ngoại hình với nam ca sĩ Thái Bình. Quang Lâm từng lên tiếng cho biết mình không phải em ruột, cũng chẳng có họ hàng gì với Sơn Tùng MTP, chỉ là một fan cứng nên thường xuyên cắt ghép các hình ảnh video giữa mình với thần tượng trên TikTok. Cũng từ đó, nhiều khán giả gọi anh là em họ Sơn Tùng MTP. Trên TikTok, Quang Lâm sử dụng nickname là Meme. Tố anh họ lấy mất hai bản hit. Mới đây, sau khi Mono, em trai đích thực của Sơn Tùng ra mắt thành công, Quang Lâm Meme liền cắt ghép hình ảnh của mình với giọng ca Waiting for You. Vừa qua khi mà Mono trở thành tâm điểm của cư dân mạng, thì ngay lập tức Meme cũng đăng một clip TikTok thông báo mình chuẩn bị ra mắt làm ca sĩ với những ca khúc như Cơn mưa xa dần, Nắng ấm ngang qua, Ngày hôm qua của em, Chắc ai đó không thuộc về nhau, Chúng ta sẽ về. Dễ thấy đây chỉ là những cái tên chỉnh sửa lại từ các ca khúc quen thuộc của Sơn Tùng MTP trước đây như Nắng ấm xa dần, Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về. Điều bất ngờ rằng vào ngày 6 tháng 10 vừa qua để kỷ niệm 10 năm ca hát, Sơn Tùng cũng cho ra mắt hai sản phẩm trên kênh YouTube để tri ân người hâm mộ. Vô tình hai bài hát này lại trùng với tên hai bài hát mà Meme đăng tải trước đó. Sơn Tùng đăng tải hai bài hát tri ân fan Nắng ấm ngang qua và Cơn mưa xa dần. Ngay sau đó Meme đăng tải một đoạn clip về sự trùng hợp này. Meme xin phép hoãn lịch debut khiến khán giả quan tâm. Trong video, Quang Lâm nói, không biết anh Sơn Tùng có xem được clip này không và cũng không biết là có sự trùng hợp gì không. Thế nhưng hai bài hát mới nhất của anh ấy lại trùng tên với hai bài hát mà mình định debut. Có thể thấy dù không phải em họ thật của Sơn Tùng, nhưng Meme đã rất thành công với danh xưng này. Trong tương lai, nếu thật sự debut với vai trò ca sĩ, có lẽ cũng có được hiệu ứng sẵn có nhất định. Quay trở về với màn ú òa gây bão của Mono, nhiều người thắc mắc đây là ăn may hay chiến lược để nổi tiếng. Kênh TikTok, một trong những đội bóng tiếng tăm nhất hành tinh Juventus, vừa gây bão mạng với video ghi lại khoảnh khắc vào lưới của cầu thủ Dusan Vlahovic sử dụng đoạn âm thanh đang thịnh hành trong ca khúc Waiting for You do Mono thể hiện. Đội bóng này còn viết kèm nội dung tiếng Việt ú òa đầy hài hước và gắn các hashtag xu hướng Mono Waiting for You. Waiting for You có thể nói là ca khúc hot nhất Vbox hiện nay, được nhiều giọng ca như Phương Thanh, Hoài Lâm cover. Các trend liên quan đến ca khúc như nhảy lắc hông ú òa cũng trở thành xu hướng thịnh hành trên TikTok Việt Nam. Với sự công phá mạnh mẽ của Waiting for You, phần đông khán giả cho rằng Mono đã chọn sai ca khúc chào sân Quên Anh Đi. MV Quên Anh Đi chỉ đạt 6,4 triệu view sau 2 tháng phát hành, hiện đã để Waiting for You vượt mặt với 33 triệu view, dù đây chỉ là một bản audio. Waiting for You rõ ràng vượt trội hơn Quên Anh Đi về mặt ca từ dễ nghe, dễ nhớ, bản phối bắt tai và một điệp khúc đủ ấn tượng gây hiệu ứng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng không phải ngẫu nhiên Mono có thể lật ngược tình thế. Phải chăng Mono cố tình thực hiện chiến lược gây tranh cãi khi mới ra mắt bằng ca khúc không xuất sắc, những phát ngôn dễ bị phản ứng, rồi lội ngược dòng với sản phẩm âm nhạc tốt hơn phát hành sau? Ngay từ khi tuyên bố làm ca sĩ, được biết đến với cái mác em trai Sơn Tùng, vừa là bệ đỡ nhưng cũng là áp lực đối với Mono. Thời điểm đó, Mono làm gì cũng gây tranh cãi, giọng hát luôn bị so sánh với anh trai, trả lời phỏng vấn hơi tự tin quá thì bị cho là kiêu ngạo, điệu nhảy lắc hông biểu diễn trong môi trường những quán bar club cũng bị chỉ trích phản cảm. Được mời biểu diễn ở chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 thì khán giả phản đối cho rằng không xứng tầm. Nhưng sau màn trình diễn Waiting for You ở Miss Grand Việt Nam, nam ca sĩ khiến nhiều khán giả quay xe yêu thích. Cú đá xoay người 360 độ vào màn ú òa của Mono gây sốt cộng đồng mạng. Anh được khen tự tin, làm chủ sân khấu và trình diễn vũ đạo tiết chế. Dù là chiến lược lên sẵn hay như một số ý kiến cho rằng đó là sự ăn may nhờ bối cảnh thì cũng không thể phủ nhận tiềm năng của Mono. Cuối tuần vừa rồi, đông đảo khán giả xếp hàng kín con phố Tạ Hiện, Hà Nội để mua vé xem Mono biểu diễn trong một clip. Thậm chí buổi tối hôm đó, Sơn Tùng cũng bất ngờ có show diễn, nhưng so về sức hút truyền thông, Mono đã vượt lên. Tất nhiên phải xem xét nhiều yếu tố khác như việc quảng bá hình ảnh trước show diễn, đối tượng khán giả tham gia, Mono đều lợi thế hơn.